Quỳnh Phạm Tuyên Quang xin gửi lời chào tới toàn thể các bác thợ đam mê săn bẫy chim đêm trên toàn cả nước nhá. Và hôm nay cơ sở kinh doanh của em đến với tất cả mọi người thì em lại về kho được một cái lô âm ly này, dòng âm ly 263B rất chi là xịn sò và rất là nhiều, và đại diện ở đây trưng bày vài mẫu cho các bác xem các bác ạ. Và trước khi đi vào chi tiết về cái dòng sản phẩm này, em Quỳnh cũng nói rõ luôn về cái phương thức giao dịch để các bác yên tâm hơn khi đến với cơ sở kinh doanh của em. Tất cả hàng bên nhà em Quỳnh các bác 100% được đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Và quan trọng hơn nữa, hàng đúng như chất lượng và đúng như sản phẩm em giới thiệu ở đây thì các bác vui vẻ thanh toán cho shipper giúp em nha các bác. À đây, các bác theo dõi lên video chúng ta sẽ cùng đi chi tiết về dòng sản phẩm này. Dòng này ở trên tay em đây là một cái dòng sản phẩm âm ly, dòng âm ly mini 263B. Xuất xứ của nó là hàng này là hàng nội địa của Trung Quốc. Đối với sản phẩm này là dòng mẫu hàng loại 1. Và sản phẩm này tụ của nó là công suất của nó rất là to, rõ ràng các bác nhé. Và vỏ của nó có hộp màu xanh dương như thế này, có hình cô gái đang đeo tai phone như thế này. Và bây giờ thì kính mời các bác chúng ta sẽ đi vào khui chiếc hộp này. Đó, bên trong đây các bác. Bên trong chiếc âm ly này này sẽ gồm có một cái thân âm ly như thế này, và kèm theo một quyển sách hướng dẫn sử dụng và một chiếc giờ mốt. Đó các bác nhé. Đối với sản phẩm này thì các bác, cái giờ mốt này chúng ta đi săn bẫy này thì chúng ta cũng không cần dùng đến nó đâu, tại vì chúng ta toàn bộ dùng ở trên bàn phím cơ này hết rồi các bác. Đấy, cho nên cái này thì có cũng không cần dùng đến đâu mọi người ạ. Đấy, tại vì nó cũng không phải là dòng điều khiển từ xa, cho nên là cái điều khiển này nó cũng hầu như là anh em ít khi sử dụng đến. Đó. Và cái âm ly các bác quan sát kỹ này. Đó, đối với sản phẩm này ở đằng trước mặt của nó đây. Đó, các bác quan sát kỹ trước khi chúng ta đặt hàng. Ở trước mặt của nó bao giờ cũng có một cái nút này. Nút này là cái nút chúng ta vặn to nhỏ. Đấy, vặn công suất ở lên ở đây. Và ở giữa nút nó có một cái nút chấm là để chúng ta căn đi các bác. Căn vạch chỉnh bao nhiêu phần trăm công suất đây, là nó ở nằm cái nút chia vạch này. Đó, đây là nút vặn to nhỏ này các bác này, volume đấy các bác. Và ở bên cạnh nó này, bên cạnh nó có hai cái nút ở đầu tiên này. Nút đầu tiên là chính là cái nút để cho chúng ta chỉnh chép. Nút tiếp theo dành cho các bác chỉnh bát. Hai cái nút này rất là quan trọng. Đấy, khi anh em chúng ta đi săn bẫy chúng ta nên tìm hiểu kỹ về hai sản phẩm, hai cái nút này để cho chúng ta chỉnh cái tiếng phù hợp với những cái con chim chúng ta đánh cho nó chuẩn nhất. Ví dụ đơn giản như chúng ta đánh chim dễ run, đang vụ dễ run thì chúng ta chỉnh chép chúng ta vặn lên 60 chẳng hạn, thì chúng ta hãy quan tâm đến cái nút này này. Đó, nó đều có cái nút chỉ này các bác này. Đó, vặn lên 60, các bác tính từ đây 10 2, 4, 6, 8, 10. Nó có 10 phải không ạ? 10 cái nút chấm này thì các bác cứ chỉnh này. Đó, ví dụ bát chúng ta chỉnh đến 60, à 10 chẳng hạn, thì chúng ta chỉ vặn lên một nhỉnh ở đây một tí thôi. Đó, các bác có thể nhìn này. Còn chép chúng ta chỉnh đến 60 thì chúng ta vặn này. Đó, chúng ta vặn đúng lên nút 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là nó nằm ở đây, nằm ở trên này. Thì chúng ta chia theo cái nút này. Đấy là em chia sẻ một chút. Các bác nào chúng ta chuyên nghiệp chúng ta đều biết phải không ạ? Rất là dễ chỉnh thôi. Riêng cái dòng âm ly 263B này rất là dễ sử dụng các bác ạ. Và ở trên này này các bác này, em lưu ý này, cái nút mode này. Nút mode này là chúng ta chuyển nhá. Chuyển ví dụ chuyển MP3 sang FM hoặc sang Bluetooth vân vân. Đó, cả nút xoắn hai con ốc đuổi xoắn hai mũi tên đuổi nhau này. Đây chính là nút lặp lại một bài. Chúng ta đi săn bẫy chúng ta rất là cần đến cái nút này các bác nha. Cái nút này rất là quan trọng. Đấy, ví dụ trong một cái thẻ nhớ của chúng ta có nhiều file tiếng thì chúng ta muốn đánh một cái tiếng nào đấy thì chúng ta hãy bấm vào nút này giúp em. Đó, còn cái nút trên này, nút tạm dừng này, tiến bài, lùi bài này, nó nằm tất ở trên bàn phím cơ này. Đó, và sang bên này, cái khay ở dưới này sẽ dùng áo thẻ. Và cái ở trên này sẽ cắm USB. Và cái nút này thì nó không quan trọng đâu các bác nhá. Em nói rõ nút này là nút mic, volume, voice mic kia các bác. Các bác đi đánh chim thì không quan tâm đến nút này. Còn những cái này là để chúng ta cắm mic. Còn cắm điện ở đằng sau đây các bác. Điện 12V các bác sẽ cắm vào cái lỗ này cho em. Đó, sẽ cắm vào cái cổng có chữ đây, có chữ 12 đây này các bác. Đó, có chữ 12V này các bác, 12V trên 5A đây này. Đó. Và đây là cái sử dụng điện lưới này. Bác nào mà giải trí karaoke chúng ta sử dụng điện lưới thì dùng cái cổng nguồn này. Và khi chúng ta cắm điện lưới chúng ta nhớ phải bật nút này nhé các bác nha. Đó, nhớ phải bật cái nút ngắt nguồn này nhá. Không nhiều bác về sử dụng điện lưới lại bảo em ơi làm sao mà âm ly của nó lại không lên. Các bác đã bật đâu, đã bật cái nút này đâu mà đòi vào điện phải không ạ? Đấy, các bác lưu ý cách sử dụng nhá. Còn cái dây này này em giải thích rõ này, đây là dây anten nhá mọi người. Đấy, mọi người mua hàng nhá, mọi người về mọi người đừng có đấu cái này vào bình của em nhá. Đấu vào phát là chết âm ly liền, là không được bảo hành đâu đấy mọi người ạ. Đấy, em nói rõ như vậy để các bác lưu ý khi sử dụng. Đây là dây anten thay thế cho cái cây anten bằng inox.
Đó, thay thế dây này rất là tiện dụng này. Anh em thích thì để lại, không thích thì chúng ta cắt đi. Còn ở trên này đây là hai cổng ra loa. Đó, hai cổng ra loa đều có cực dương và cực âm. Đỏ bao giờ cũng đại diện cho dương, họ đều đánh dấu ở đây. Và tối bao giờ cũng đại diện cho cực âm. Đó, hai cổng ra loa đây các bác. Đó, đây là hai cổng ra loa. Còn hai cái nút này ở đằng sau. Đây anh em không quan tâm đến, chúng ta đi săn bẫy chim đêm chúng ta không cần dùng đến đâu các bác ạ. Đó, và đối với sản phẩm này, ra loa của nó mỗi cổng là 300W các bác nhá. Mỗi cổng ra loa là 300W và chuyên dùng điện bình 12V. Đấy các bác lưu ý nhá, chúng ta sử dụng điện bình 12V còn không sử dụng đi đánh chim. Chúng ta mà làm đoàn ca múa múa nhạc hay là cái gì đấy, chúng ta làm nhạc hiếu các thứ, chúng ta có thể sử dụng âm ly này để chúng ta vẫn kéo được những cái dòng công suất 75W kéo bình thường. Đó, chúng ta kéo bình thường các bác nhá. Và trong ngày hôm nay em Quỳnh về kho số lượng hàng này và em lên đây với các bác. Khi các bác mua hàng bên nhà em Quỳnh, giá em sẽ báo tại video này luôn và em sẽ tặng kèm với các bác như này. Khi các bác mua một âm ly, chúng ta sẽ được tặng kèm theo một cái áo thẻ như thế này. Hàng này là hàng kinh tôn, áo thẻ xịn sò luôn như thế này. Áo thẻ này là dòng áo thẻ chuyên dụng để sử dụng cho máy tính. Em tặng kèm các bác về để các bác sử dụng cắm thẻ cho nó khỏi nóng. Nếu chúng ta dùng đầu lọc nó hay bị nóng thẻ hay bị cháy, chúng ta sử dụng cái áo này rất chi là bền và nó không bị cháy thẻ. Đây chúng ta cắm xuống dưới này này. Đó, chúng ta cắm xuống dưới này này và chúng ta cắm thẻ nhớ vào đây. Đó, em sẽ tặng kèm cho mọi người một cái áo thẻ xịn sò như thế này. Hàng này là hàng áo hộp các bác nhá. Em tặng kèm cho mọi người luôn cả dây nguồn như thế này luôn. Đó, khi các bác mua hàng sẽ được 2 món, 3 món thanh toán một lần và được 2 món đi kèm như này. Đó, khi các bác nhận hàng các bác kiểm tra kỹ shop bên nhà em Quỳnh nhá, sẽ tặng kèm cho mọi người áo thẻ và dây nguồn đi kèm luôn. Đầy đủ phụ kiện cho anh em như thế này luôn. Và em nói sao em bán vậy. Và chương trình áp dụng, đấy, áp dụng để tặng các bác bắt đầu từ ngày hôm nay. Đó, bắt đầu từ ngày hôm nay và không giới hạn các bác nhá. Không giới hạn, không có thời gian kết thúc. Có nghĩa là em sẽ tặng các bác, hỗ trợ các bác trong suốt quá trình mùa giải 2021 này. Mua bất kỳ thời điểm nào đều được tặng món quà như thế này các bác nhá. Đấy, vừa rồi là em đã lên một cái sản phẩm cho tất cả quý khách hàng và em báo giá luôn cho anh em dễ mua hàng. Anh em mua một sản phẩm giá 430.000, anh em mua từ hai sản phẩm lên giá bao nhiêu ạ? Giá chỉ còn 400.000. Đó, anh em mua càng nhiều em Quỳnh càng giảm giá sâu hơn cho mọi người khi đến với em. Vì vậy anh em còn chần chừ gì nữa mà không qua shop để tham khảo. Nếu ok chúng ta đặt hàng phải không ạ? Một sản phẩm này công suất ra rất là to. Dòng này là dòng mẫu mới. Đó, hàng này là hàng loại 1. Đấy, công suất của nó ra ngang ngửa với son 288 các bác nhá. Và của nó độ bền thì so với 288 chắc chắn là nó sẽ bền hơn 288 rất là nhiều. Tại vì hàng này là hàng nó có đa chức năng, vừa dùng thẻ nhớ này, vừa dùng Bluetooth và quan trọng hơn nữa nó có cả chức năng Bluetooth các bạn. Cho nên là các bác sử dụng dòng này để cho chúng ta đi săn bẫy quá là hợp lý luôn. Ngoài sản phẩm âm ly này ra, bên nhà em có cả dòng son 288 này, dòng âm ly tự động đều có, lưới chài bọn em nhận ra công đầy đủ cho quý khách hàng luôn. Anh em nào mà đang cần tìm sản phẩm âm ly, anh em hãy quan tâm đến sản phẩm này các bác nhá. Và bác nào xem video thấy hay có thể ấn vào chữ đăng ký kênh ủng hộ cho em để em về những cái sản phẩm rất là mới và rất là nhiều để phục vụ cho các bác với giá cả hợp lý hơn nữa các bác nhá. Cảm ơn các bác đã đón xem video. Xin chào mọi người, hẹn các bác video lần sau nha.